Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, The một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị. Thông qua những trò bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là những tin vui nào đang kéo đến với các bạn. Và đây những trao bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lớp bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1. Tụ 2. Và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi uh, những tin tức vui nào đang ùm uh, ùng kéo đến với các bạn. Và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 1. các bạn tù một là những người rất là năng nổ nhiệt tình soi động và có sự gọi là có ý chí cầu tiến đây mình thấy khả năng là dạo gần đây các bạn cũng có rất là nhiều những cái sự trăn trở suy nghĩ vào đêm khuya hoặc là mất ngủ hoặc có những cái điều tiếc nuối gì đó chưa làm được chẳng hạn đây mình thấy bạn là một người rất là lý trí và tin tưởng cho nên là đôi khi các bạn là những người đôi khi có những nỗi lo nỗi sợ nhưng bạn có khả năng trấn an chính mình có những cái suy nghĩ thấu đáo và cẩn thận và bạn cũng là một người biết tiếp thu kiến thức mới hoặc là những cái thông tin gì đó bạn rất là nhạy bén à, có khả năng làm rõ vấn đề và suy si xét ừ. một số bạn có thể đang có những cái vấn đề liên quan đến tình cảm ha có thể dạo gần đây có những cái trăn trở băn khoăn hoặc là kiểu chia tay ngắt kết nối đau buồn hoặc là có thể dạo gần đây mọi thứ nó không có thuận lợi hoặc là có thể có những mối quan hệ xung quanh các bạn có những cái sự xung đột mâu thuẫn chẳng hạn ừ. thấy các bạn có một cái điều gì đó mà nhức nhói trong tim đó Ha, hoặc là công việc của bạn nó không có đi đúng mục tiêu mà bạn đã vạch ra à. dạo gần đây có thể có một số bạn cũng hơi nóng tính và có những cái lời nói khiến những người khác tổn thương cho nên là bạn cũng hơi có những sự hối hận hoặc là một số bạn thì có thể um, ai đó gây tổn thương các bạn ừ. bằng lời ăn tiếng nói và mình thấy các bạn cũng đừng lao tâm lao lực quá mức đừng có sự căng thẳng quá mức hoặc là đừng thức khuya nhiều quá nó ảnh hưởng đến tim mạch của các bạn đó và uống nước nhiều hơn trong thời điểm này ha mình thấy khả năng là khi mà bạn có những cái khoảng thời gian tĩnh lặng nhất là cái khoảng thời gian đó bạn sẽ tìm ra được cái giải pháp hoặc có những cái sự hướng dẫn hãy cầu xin để bạn có thể cầu xin có thiên thần để bạn có thể được hướng dẫn được mách bảo để bạn biết mình phải làm như thế nào để có được cái cái sự giải quyết vấn đề của mình Để xem coi tin tức vui nào đang ủng ủng kéo đến với bạn đây. ở đây mình thấy có thể là các bạn đang trong cái giai đoạn gọi là hơi nhạy cảm nha cho nên là các bạn hãy cố gắng tránh các mối quan hệ hoặc là những cái môi trường hoặc là những cái tình huống quá chất khắc nghiệt để nó không có ảnh hưởng đến cái năng lượng các bạn à, đây sẽ là cái thời điểm mà các bạn nên thanh lọc cái suy nghĩ của mình hành động của mình và ý động ý định bên trong của mình và hãy tìm kiếm cái sự trong sạch ở thế giới bên ngoài của các bạn bây giờ các bạn đang trên cái con đường thân thiên và điều này đòi hỏi các bạn phải có những cái nhận thức cao hơn à, với những cái nhận thức này nó sẽ giúp cho bạn có thể nâng lên những cấp độ mới ừ. và cơ thể của bạn là một cái công cụ đáng tin cậy để có thể đo lường cái mức độ chịu đựng của các bạn nha cho nên là bạn hãy tránh xa những gì mà cơ thể của bạn ra hiệu cho bạn để bạn tránh xa ừ. các bạn có sự nhạy cảm có trực giác cao ha, mở rộng và có sự phát triển à, nhưng mà nó sẽ có một cái sự gọi là rất là có khả năng bị ảnh hưởng đến những cái nguồn năng lượng tiêu cực khắc nghiệt bên ngoài cho nên các bạn nên biết bảo vệ năng lượng của mình hãy thực hiện các bước để bạn có thể bảo vệ bản thân của mình khỏi những sự tiêu cực và tránh xa những hóa chất độc hại cho sức khỏe của các bạn tránh xa các tình huống có tiếng ồn lớn và những cái đám đông hoặc là những cái phương tiện truyền thông bạo lực ha, hoặc là các tác nhân khác các bạn đang được ơn trên hỗ trợ Để bạn có thể lấy lại được cái sự thuần khiết Sự nâng cao Sự trưởng thành của cái lòng tự bi của mình Để bạn có thể có một cuộc sống lâu dài Và bình an hơn Ở đây tin vui để bạn biết Rằng bạn có kiến thức thiên liên và Có thể giúp đỡ người khác Thông qua cái sự giảng dạy tâm linh của bạn Hoặc là các bạn có trực giác cao Để bạn có thể hướng dẫn mọi người Tránh xa những cái điều Không tốt hoặc là chính các bạn cái sự khôn ngoan của các bạn nó đã có từ thời xa xưa rồi ha và bạn đang mang kiến thức này vào cái kiếp sống hiện tại của mình để có thể trở thành một cái người chỉ đường cho những người khác à, có thể có được cái sự hưởng lợi từ cái trải nghiệm của các bạn do đó các bạn đừng có trì hoãn cái sự bày tỏ sự khôn ngoan của mình và các bạn đang được uh, các thiên thần hỗ trợ các bạn trong cái việc thể hiện cái nền tảng cho cái việc gọi là hỗ trợ chia sẻ hỗ trợ về mặt tinh thần um, hoặc là giảng dạy À, trong cái công tác giáo dục vân vân bằng văn bản hoặc bằng lời nói và mọi cái hình thức giảng dạy nó đều có cái giá trị như nhau yeah. bất kể các bạn tiếp xúc với bao nhiêu người hoặc à, một số bạn có thể sắp tới bạn sẽ có một công việc mới mà mang tính chất giảng dạy hỗ trợ chia sẻ và hãy trở thành một cái hình mẫu của hòa bình ha hãy tôn vinh cái thiên tính của các bạn và bạn có khả năng đang nâng cao cái khả năng lãnh đạo của mình bạn là một người có khả năng lãnh đạo rất là tốt Hôn ngoan ừ, cho nên đây sẽ là cái thời điểm các bạn phát triển mạnh mẽ tính cách cũng như cái khả năng um, tài năng của các bạn và giờ đây các bạn có khả năng biến những cái ý định rõ ràng của các bạn trở thành hiện thực đó bạn là một người có kỳ có khả năng kỳ diệu ha à, các bạn có được cái sức mạnh thần thánh bên trong các bạn rất là nhiều và ngoài ra các bạn cũng có cái sự gọi là kết nối với thiên nhiên động vật nữa cho nên là đôi khi các bạn muốn phát triển cái khả năng thần thánh của mình thì bạn cần phải kết nối với thiên nhiên hoa lá cây cỏ hít thở không khí trong lành ừ. các bạn hãy bước ra ngoài lấy lại sức mạnh cá nhân của các bạn đừng ở trong nhà quá lâu à. và khi mà bạn có những chuyển động đơn giản các bạn tập thể dục nó sẽ mang lại cho bạn một cái thế giới tốt đẹp trong cái việc đánh thức cái bản chất tinh thần đang ngủ yên quyền diệu của các bạn đó cho nên là hãy để ánh sáng mặt trời mặt trăng và các vì sao khuấy động những ký ức xa xưa có thể nó đã ngủ yên bên trong các bạn đây sẽ là cái khoảng thời gian để bạn có khả năng gọi là sử dụng cái phép màu của mình để bạn có thể um, có được những lợi ích trên hành trình của các bạn và tiếp tục cái sứ mệnh mà đã từng bị hủy bỏ do hành vi uh, sai trái hoặc là do những cái sự gọi là nản trí nào đó chẳng hạn đây là thời điểm hãy nâng cấp tinh thần của mình và các bạn sẽ có những cái sự di chuyển với tốc độ nhanh chóng hơn và đánh thức được những cái khả năng kỳ diệu của chính mình hoặc là bạn cũng là một cái yếu tố nhân tố để có thể đánh thức những khả năng tiềm ẩn của người khác bạn có thể hoàn thành được cái sứ mệnh của mình và hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình và hãy có niềm tin tuyệt đối rằng ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực nha hãy có những cái quyết định rõ ràng hãy có những cái suy nghĩ đúng đắn và cái ước mơ và cái điều mình muốn và hãy dồn hết sức lực của mình vào cái việc bạn thực hiện ước mơ và luôn có tâm niệm rằng bạn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp khi mà các bạn thành công các bạn thắng lợi thì cái những cái người mà được bạn truyền cảm hứng họ cũng sẽ thắng lợi cho nên là hãy giữ suy nghĩ của bạn tập trung vào mong muốn của bạn và tránh xa cái sự sợ hãi đi thời điểm này mình thấy có thể là bạn sẽ có rất là nhiều những cái khả năng để bạn có thể phát triển cái con đường nghệ thuật sáng tạo của mình Yeah, có nhiều ý tưởng và có nhiều cái sự gọi là độc đáo riêng của bạn nó sẽ được gọi là phát huy toàn vẹn cho nên bạn muốn phát huy cái khả năng hoàn hảo của mình thì bạn phải dành thời gian để bạn có thể yên tĩnh nghỉ ngơi thiền định và suy ngẫm yeah, hãy luôn có một cái sự tĩnh lặng trong tâm trí của bạn hít thở và buông bỏ những cái lo lắng những cái sự sợ hãi và ngoài ra một số bạn khi mà bạn có những khoảng thời gian nghỉ ngơi hợp lý các bạn cũng sẽ giúp cho bản thân của bạn trẻ ho trẻ hóa hơn và làm mới được bản thân của mình ngay bây giờ. Nha, yeah. cho nên là hãy để tâm trí của bạn được nghỉ ngơi. Và các bạn sớm thôi các bạn sẽ lấy lại được cái năng lượng sức sống và bạn sẽ bắt đầu hành động. Và giai đoạn này hãy nghe nhiều hơn và nói ít lại. Nha. Yeah. Đừng để tâm trí của mình bị phân tán, bị sao nhãn bởi những cái drama, những cái điều tiêu cực bên ngoài. Ừ. cho nên là thời điểm này thời điểm các bạn hơi nhạy cảm và các bạn rất là dễ gọi là gây ra những cái lời ăn tiếng nói hoặc là có những cái hành động giao tiếp gì đó mình không kiểm soát được à, cho nên mình nên có một cái sự gọi là im lặng là vàng hoặc là dành thời gian cho chính mình hơn là tiếp xúc quá nhiều người à, trong thời điểm này và bạn chỉ mới bắt đầu thôi thì vậy hãy kiên nhẫn với cái hành trình của các bạn đừng bỏ cuộc nha yeah. Ở đây mình thấy có thể các bạn sắp có những cái sự nở rộ phát triển đi gì đó. Nhưng mà bạn đừng có cố gắng thúc đẩy quá trình. À. Vì đó là một cái phần trên cái con đường tươi đẹp của các bạn cho nên là bạn hãy tận hưởng cái việc bạn học hỏi những kiến thức và kỹ năng mới và nắm lấy cái thời gian của mình để có thể thu thập những ý tưởng mới. Hãy nuôi dưỡng cơ thể của bạn với nhiều không khí trong lành hơn và ánh nắng mặt trời, nước uống và thực phẩm lành mạnh. Chẳng bao lâu nữa thôi các bạn sẽ nhận được những tín hiệu không thể nhầm lẫn rằng đã đến lúc các bạn nên dành thời gian nữa. À, cho những cái um, điều mà bạn cảm thấy vui vẻ hoặc là tận hưởng cái hạnh phúc mỗi ngày như là à, hãy kết nối với hoa lá cây cành nhiều hơn trong thời điểm này như mình nói nó sẽ giúp cho bạn hỗ trợ quá trình tăng trưởng phát triển của bạn ừ. một số bạn có thể trong thời gian tới bạn có trồng hoa chăm vườn gì đó thì có thể nó sẽ thành công nha hoặc là những cái bông hoa bạn à, gieo trồng thì nó sẽ sống và nó sẽ nở hoa rất là đẹp ừ cho nên là hãy luôn giữ vững niềm tin rằng những gì mà mình đang gieo trồng thì tất nhiên là nó sẽ có tiến đến cái giai đoạn vụ mùa thu hoạch nha yeah. và ngoài ra các bạn hãy có một sự yêu bản thân của mình để bạn nói không với những cái người vượt quá ranh giới các bạn vượt quá cái uh, sức chịu đựng các bạn ha, về thời gian và sức lực ừ. các bạn là những người rất là mong muốn được cống hiến được phục vụ ha, thì đó là cái điều tuyệt vời tuy nhiên có một cái sự khác biệt giữa việc cho đi và từ bỏ chính mình nha nếu như bạn cảm thấy mình mệt mỏi quá hoặc là bực bội khi mà bạn có sự gọi là giúp đỡ người khác thì bạn không thực sự đang giúp đỡ ai cả bạn đang tiêm những cái năng lượng độc hại và cái mối quan hệ và sau đó thì không ai có được cái sự hưởng lợi hết cho nên là hãy lùi lại và đánh giá lại cái tình hình khi mà bạn có sự tôn trọng những cái ranh giới của chính mình và những người khác sẽ bắt đầu họ nhận ra và tôn trọng ranh giới của các bạn và cả ranh giới của họ nữa cho nên là hãy trở nên quyết đoán hơn Và đừng cho đi quá nhiều Cân bằng với sự cho đi và nhận lại Và đừng làm những cái gì mà bạn cảm thấy khó chịu Bị ép buộc Ở đây mình thấy có thể các bạn sắp có một cái tình yêu vô điều kiện xuất hiện Tuy nhiên thì trước tiên là bạn hãy yêu bản thân của mình Và đồng thời các bạn cần phải có sự bảo vệ chính mình Để bạn không có bị nhạy cảm quá mức trong thời điểm này hoặc là mình thấy có thể là các bạn được nhắc nhở là hãy có sự gọi là tránh phán xét phê bình chỉ trích à, tránh để bản thân của mình bị gọi là ảnh hưởng quá nhiều những cái vấn đề hỗn loạn bên ngoài hãy yêu bản thân yêu tinh thần yêu cuộc sống yêu sự thư giãn của mình đi dành thời gian để mình được nghỉ ngơi được cân bằng ừ. cho nên là hãy tập trung vào những điều tốt đẹp mà bạn có thể tìm thấy ở bản thân và mọi người và ngoài ra tránh có những cái sự gọi là hơn thua um, hoặc là chỉ trích người khác bạn đừng có lo lắng về những gì mà người khác nghĩ và nói ha. hãy chữa lành tình trạng của bạn bằng tình yêu gửi tình yêu uh, đến những cái người làm tổn thương các bạn hoặc là đánh giá sai của các bạn và tha thứ cho bản thân của mình vì những gì mà mình đã làm hoặc là chưa làm giải phóng những cái sự tha thứ cũ đó với người khác để giúp đỡ cho bản thân của bạn uh, cũng như giúp cho bạn có được những cái sự bước tiếp và chữa lành và cái điều này cho giúp cho bạn có sự mở rộng trái tim và tâm tâm hồn của bạn được chủ lành từ đó các bạn thu hút được một cái tình yêu vô điều kiện nha đến với bạn đó à, đó như mình nói nè các bạn có tình yêu một cái tình yêu rất là đượm nồng rất là ấm áp lãng mạn yêu thương và hai người có rất là nhiều những cảm xúc rung động nha các bạn có thể là một cặp đôi rất là xứng đôi vừa lứa với nhau nha uhm một số bạn các bạn không có người yêu hoặc là bạn không cần thiết thì có thể là các bạn sẽ được mọi người yêu mến quý trọng hơn rất là nhiều nếu như bạn có sự lan tỏa cái tình yêu thương thì bạn cũng sẽ nhận được tình yêu thương sự quan tâm ngoài ra thì mình thấy có thể là các bạn là những người có cái khả năng vô hạn cho nên các bạn đang được đánh thức kích hoạt cái khả năng này một số bạn thì mình thấy có thể là các bạn sẽ chiến thắng các bạn có khả năng đưa ra những quyết định những cái suy nghĩ hoặc là có những cái chiến lược để bạn có thể giành được chiến thắng trong những cái trận chiến những cái sự mâu thuẫn cạnh tranh gì đó với người khác và mình thấy có thể là bạn sẽ đưa ra những quyết định gì đó để có thể thay đổi cuộc sống của mình tốt hơn để bạn không có bị ảnh hưởng quá nhiều ở những cái điều tiêu cực bên ngoài một số bạn ở đây có thể bạn sẽ có những cái quyết định như là bạn từ bỏ một cái tình yêu gì đó mà bạn cảm thấy nhức nhói họ vượt quá giới hạn của mình hoặc khi bạn cảm thấy mệt mỏi căng thẳng hoặc là suy nghĩ bất an trộn rộn rồi đó ha thì có thể các bạn sẽ quyết định cắt đứt và có thể khi mà bạn cắt đứt bạn biết yêu thương chính mình rồi bạn chữa lành xong thì một cái người yêu vô điều kiện họ sẽ tiến vào cuộc sống của các bạn ừ. như mình nói ha mình có thể là một tình yêu mới hoặc là một cái người họ sẽ thổi lên bạn một cái làn gió mới à, bạn cảm thấy an toàn vui vẻ hơn hoặc là cảm thấy hạnh phúc hơn với cái đối tượng này ngoài ra ở đây mình thấy có thể một số bạn cái vấn đề sức khỏe của bạn hoặc gia đình của bạn cũng được chữa lành đó ngoài ra mình thấy các bạn có những cái ý chí sự kiên cường để bạn có thể vượt qua những cái thử thách gian nan hoặc là những cái uh, cám dỗ một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn được lên trước lên một cái vị trí mới ha hoặc là có thể các bạn đón nhận một cơ hội công việc mới gì đó ừ. thấy có nếu nếu như các bạn có một sự cố gắng chăm chỉ làm việc thì mình thấy các bạn đang thu hút những cái nguồn tài chính đến với mình nhưng mà có thể còn phải có sự nỗ lực và quyết tâm còn phải có một cái quá trình ừ. và giai đoạn này các bạn cứ tập trung vào cái không gian của mình thôi các bạn đừng để ý quá nhiều đến những cái vấn đề như là chiến tranh thế giới hay gì đó loạn lạc À, miễn sao cuộc sống của bạn vẫn bình yên Bạn vẫn có thể làm việc Và mọi người trong gia đình của bạn vẫn sống tốt Thì mình cứ tập trung vào cuộc sống thường ngày của mình thôi à, Đừng quan tâm quá nhiều Nó khiến mình nảy sinh rất là nhiều ý tưởng tiêu cực Và mình chán nản, mình buông bỏ cuộc sống của mình à. À, Ở đây mình thấy suy nghĩ của bạn Sẽ thu hút và tạo ra cái thực tế của các bạn Cho nên là các bạn cần phải Hết sức cẩn thận trong cái suy nghĩ của mình Nha Một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn um, Sẽ có một cái sự năng nổ trở lại, nhiệt tình trở lại Hoặc là có nhiều tin tức uh, tốt đẹp đến với các bạn Sau cái khoảng thời gian mà đấu tranh mệt mỏi và um, khó chịu ha, Có thể bạn sẽ có những cái sự kết hợp làm ăn kinh doanh Hoặc là hòa hợp hoặc là giảng hòa với những ai đó um, Hoặc là bạn sẽ tìm ra được một cái sự thật Hoặc là bạn có sự nâng cao ý chí của mình nhà bạn có thể như mình nói lựa chọn ha. lựa chọn theo cái điều mà bạn muốn chứ bạn không có sự phản bội bản thân nữa kiểu vậy Một số bạn có thể có tin vui về con cái hoặc là có thể uh, có những cái tin tức vui gì đó liên quan đến con cháu của bạn kiểu như nó học giỏi hoặc là biết lắng nghe hoặc là sức khỏe của nó được cải thiện vân vân và nói chung là cái uh, mọi những cái gì mà bạn thu hút nó đang đến với các bạn rồi. À, bất cứ điều gì, tiền bạc, tình yêu, uh, cơ hội, sự rõ ràng, uh, kiến thức, vân vân. Ừ. Bạn có khả năng thu hút được mọi thứ ha, đối với mình bạn có đang được gọi là kiểu như mình nói các bạn được kích hoạt cái khả năng tiềm năng vô hạn của các bạn. Và ngoài ra ở đây nếu như có một số bạn các bạn có những cái tổn thương về tình yêu, tình cảm tuy nhiên thì có khả năng là đối tượng của bạn với bạn cũng không có quá gọi là có nhiều cái sự tiêu cực toxic mà chỉ là có thể có những cái sự hiểu lầm gì đó thì có thể bạn đang rất là muốn thu hút họ quay trở về và có sự kết nối lại và hai người cùng nhau giảng quà thì có thể một số bạn sẽ có một cái sự làm hòa sau những cái giai đoạn mất kết nối ha. một cái sự gọi là mới lại tình yêu của mình à... thế là như vậy các bạn có khả năng là có cả người mới và người cũ à, đến với các bạn hãy lựa hãy có sự lựa chọn cái người mà thực sự khiến các bạn cảm thấy hạnh phúc an toàn và cảm thấy an yên cũng như là cảm thấy à, không có nhiều cái sự à, khó ngủ mất à, bất an hoặc là phiền muộn ừ. và mình thấy có thể cái người mang năng lượng nam sẽ là cái người um, hành động nha và có thể sẽ có một cái sự thiết lập lại cái tình cảm ngọt ngào uh, của các bạn ở đây cũng không cần thiết ai sẽ là cái người hành động trước miễn là các bạn cảm thấy cái mối quan hệ đó xứng đáng để bạn có thể cho cơ hội thì um, ai hành động trước không quan trọng quan trọng miễn là cả hai người cùng cho nhau cơ hội ha, để kết nối um, thấy là như vậy một số bạn có thể các bạn uh, muốn mua những cái thứ gì đó thì có khả năng là nó được giảm giá hoặc là uh, bạn được ai đó tặng hoặc là có thể một số bạn sẽ um, sắp tới có thể là bạn sẽ được mua được những cái món đồ bạn yêu thích uh, có những cái nguồn tiền gì đó đang đến thể uh, tiền lương tiền thưởng lợi nhuận đầu tư vân vân ngoài ra có thể một vài bạn các bạn sẽ nhận ra rằng được rằng ai là người tốt ai là người không tốt với các bạn Nên các bạn thấy biết được cái sự thật ừ. từ đó các bạn có sự gọi là quan sát xem xét và bảo vệ cái ranh giới của mình để không có bị uh, tổn hại cho nên mình thấy cái tin vui nhiều nhất của bạn liên quan đến tiền tình, tình yêu tình yêu là nhiều và liên quan đến sự hợp tác hoặc liên quan đến công việc ừ. và đồng thời thì có thể nó liên quan đến vấn đề sức khỏe nữa ha rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha Chào các bạn Hi xin chào các bạn tụ 2, Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 Để xem qua tin vui nào đang ủng ủng kéo đến với bạn Và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ hai Bạn tụ hai có thể bạn là những người đang trong cái giai đoạn gọi là rời khỏi một cái tình huống nào đó không phù hợp nữa có thể một số bạn đang sắp có một cái sự gọi là chuyển nhà chuyển chỗ ở hoặc là các bạn có những cái đau thương tổn thương nhức nhói hoặc là đau buồn hoặc là bị uh, bất lực gì đó trong một cái tình huống nào đó khả năng là um, bình minh được ló dạng sau cái đêm đen mệt uh, mùng của các bạn các bạn sắp thoát ra khỏi những cái tình huống khiến bạn cảm thấy bức bối và đau thương, mệt mỏi và áp lực. Ừ. ở đây mình thấy có thể có khả năng là cuộc sống của bạn cũng có những cái sự tranh đấu hoặc là có những cái sự mâu thuẫn cạnh tranh trong công việc hoặc là có thể dạo gần đây có rất là nhiều những cái điều khiến bạn cảm thấy bức bối và khó chịu. bạn cảm thấy như có một cái điều gì đó nó có sự gọi là đấu tranh với bạn hoặc là bạn cảm thấy mọi thứ có sự chống đối các bạn Ừ. các bạn cảm thấy có những cái trăn trở uh, công việc hoặc là sự nghiệp hoặc là tình yêu mọi thứ nó đều ngổn ngang hết ừ. và mình thấy có thể là trong thời gian tới bạn sẽ vượt qua được nha các bạn sẽ thoát khỏi được những cái tình thế này và các bạn có được cái sự gọi là những cái bước tiến mới những cái sự tự do mới và có được những cái khởi đầu mới các bạn đang bước vào cái giai đoạn tràn ngập niềm vui hạnh phúc hơn rộng ràng hơn nha À, các bạn có thể sẽ tránh xa được hoặc là kết thúc được cái giai đoạn cô đơn buồn bã hoặc là cái giai đoạn uh, chạm đáy nỗi đau ha. các bạn bước vào một cái giai đoạn mới tràn ngập tiếng cười hơn tràn ngập cái uh, sự hạnh phúc hơn à, trong thời điểm này các bạn có đi uh, biển chơi thì mình thấy các bạn cũng hết sức cẩn thận giai đoạn đoạn này thì biển động hoặc là có những cái nguy hiểm tiềm tàng gì đó cho nên mình phải biết uh, um, quan sát hoặc là tìm kiếm thông tin rõ ràng hoặc là tin tưởng vào trực giác của mình để bản thân của mình không có bị nguy hiểm ha và làm bất cứ điều gì cũng phải có sự suy si xét hoặc là đưa ra quyết định thận trọng kỹ lưỡng thấu đáo để không có những cái sự gọi là đau thương cho chính mình, mình thấy là như vậy thấy dường như có thể năng một số bạn ai đó sắp mời bạn đi đám cưới ha hoặc là bạn sắp đi dự hội nghị đi tiệc tùng gì đó hoặc là đi công tác hoặc là đi chơi đi xa hoặc có người thân ở xa về thăm ha hoặc là có thể còn có một số bạn là các bạn đang trong cái giai đoạn sẽ kết thúc những cái giai đoạn cô đơn lẻ loi của mình để bước vào cái giai đoạn um, kết hôn ha thấy có liên quan đến uh, hỷ tính hỷ sự ở đây khá là nhiều tin vui nào đang ủng ủng kéo đến với bạn đây một số bạn có thể là bạn chọn tụ 1 với tụ 2 luôn vậy có thể là gia đình của bạn đang có những cái vấn đề gì đó nghiện ngã có thể sớm nó sẽ được giải quyết hoặc là có thể một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn có sự phẫu thuật nha có cuộc phẫu thuật gì đó thì mọi thứ nó sẽ an toàn sẽ tốt đẹp thôi sẽ có kết quả thuận lợi cho nên đừng lo lắng ừ. các bạn có một cái sự gọi là chuyển tiếp chuyển đổi từ 10 kiếm sang 10 ly ha ừ. và giai đoạn này giai đoạn mưa nhiều trơn trượt cho nên các bạn đi đứng cẩn thận nhắc nhở người thân gia đình các bạn vấn đề này ừ. Bài tập thể dục đi ha để giữ cho xương khớp mình có sự dẻo dai. Ở đây mình thấy các bạn sẽ có được cái sự tự do nha. Nếu như không ra các bạn cảm thấy cuộc sống của mình bị kìm cặp, bị áp lực gì đó, các bạn có được cái sự độc lập cho chính mình. Và cái sự độc lập của bạn đó là nền tảng cho cái sức mạnh và thành công của các bạn. Bạn giống như một con mèo, ha bạn rất là độc lập. Nhưng mà bạn cũng cần tình cảm và những người bạn vui tươi. Bây giờ là lúc để bạn có thể cân bằng các tương tác xã hội của bạn. À, và bạn có quyền gọi là tham khảo ý kiến cố vấn từ những người khác ha, cho những quyết định của riêng mình và tuy nhiên thì cái sự tự do độc lập của bạn là ưu tiên hàng đầu ừ. hãy dành thời gian cho phép bản thân của mình được vui chơi vui đùa trong cuộc sống và ngoài ra hãy có sự nuôi chiều bản thân của mình uh, một chút ừ. và đưa ra những quyết định của riêng bạn nha yeah. một số bạn có thể sắp tới bạn sẽ có một chú mèo cưng mới À, hoặc là ở đây thì mình thấy có những vấn đề gì đó liên quan đến thú cưng của bạn nó sẽ được giải quyết đó Đặc biệt là mèo đó ha Các bạn có thể sẽ gia tăng được cái sự độc lập vui tươi, nâng cao trực giác và sự duyên dáng của mình nhiều hơn Ở đây mình thấy cái con số là 1331 ha, có thể đây là một cái con số khá là quan trọng các bạn hoặc có một cái thông điệp hướng dẫn từ thiên thần dành cho các bạn, các bạn có thể lên Google sợi con số thiên thần 1331 này ở đây mình thấy những cái cũ trong cuộc sống của bạn nó sẽ được giải phóng hoàn toàn để những cái mới nó có thể bước vào đó ừ. các bạn được hoan nghênh để bạn có thể có sự chấp nhận cái trật tự của vũ trụ những cái sự hỗn loạn trong cuộc sống của bạn nó đang trên đường thay đổi và trên thực tế thì mọi thứ nó đều được thiết kế đến từng chi tiết nhỏ nhất để có thể vận hành hoàn hảo ừ. cho nên là mình thấy các bạn đang kết thúc những cái giai đoạn khó chịu tổn thương hoặc là buồn bã hãy có sự gọi là tận hưởng cái vòng xoáy của vũ trụ và các bạn đang hướng đến một cái sự gọi là thay đổi và chuyển tiếp năng lượng của mình để bạn có thể tương tác nhiều hơn đến những cái điều tốt đẹp và người thân yêu các bạn và ngoài ra thì mình thấy có thể là các bạn sẽ có những cái điều thay đổi tốt đẹp nhất Hãy luôn giữ suy nghĩ của bạn tích cực vì nó rất là mạnh mẽ Những cái gì mà tưởng chừng như là một cái sự mất mát Thực chất nó lại là một cái sự khởi đầu của một cái giai đoạn mới hạnh phúc hơn Cho nên là bạn hãy để quá khứ qua đi Và đã đến lúc các bạn phải tiếp tục rồi đó nha yeah. Các bạn đang được thúc đẩy để bạn có thể vượt ra khỏi những cái vùng an toàn giới hạn của mình Để bạn đạt đến cái đỉnh cao tiềm năng nhất của các bạn á Tại một số bạn kết thúc công việc thì có thể các bạn có được công việc mới nha yeah. ở đây mình cũng thấy con số thiên thần 1313 nữa nè 1333 ha à. ngoài ra các bạn đang được đánh thức nha yeah, cái khả năng chăm sóc bản thân và cái khả năng thiên tính của các bạn ừ, các bạn đang được nâng cao được cái trí tuệ bên trong của mình và cái một số bạn nữ ở đây cái vẻ đẹp của các bạn đã được nổi lên nha yeah, các bạn càng đẹp các bạn càng gọi là thu hút hơn rất là nhiều đó à, nếu như bạn có sự quan tâm chăm sóc nhiều đến vẻ đẹp của mình đến cơ thể đến sức khỏe đến tinh thần các bạn thì mình thấy các bạn đang đi đúng đường và các bạn sẽ rất là rạng rỡ hoặc là nhận được rất là nhiều lời khen ngợi à, ngoài ra ở đây mình thấy có thể các bạn cũng có được cái sự gọi là các bạn đều có cái tính nam tính nữ bên trong nhưng mà mình thấy cái khía cạnh uh, nhẹ nhàng các bạn nó được trỗi dậy ha. hãy trân trọng cái sức mạnh và ý nghĩa của nó và ngoài ra thì mình thấy có thể là đây sẽ là cái thời điểm các bạn nâng cao được cái nhận thức, bạn có khả năng chăm sóc chu đáo bản thân và người khác hơn và có bạn có sự yêu thương bản thân cũng như tôn vinh cái sự vĩ đại của mình hơn ừ. và ngoài ra có một số bạn các bạn đang trong mối quan hệ yêu đương mà các bạn dạo gần đây cảm thấy rất là lạnh nhạt hoặc là um, à, có một cái sự kiểu um, không có dành thời gian cho nhau nhiều hơn nhiều hoặc là có thể có một cái sự lạnh lẽo gì đó thì có thể các bạn sẽ có được cái sự hàn gắn, có nhiều đam mê, có khả năng thu hút nhau mạnh mẽ về tình ái và bên cạnh đó thì bạn sẽ có một sự giao tiếp với mọi người một cách nhẹ nhàng hơn, nó giúp cho mọi việc trong cuộc sống của bạn nó ổn thỏa, nó tích cực ừ. hoặc là đây cũng là cái thời điểm mà các bạn không nên để bản thân của mình trở nên nóng tính bốc đồng bởi vì những điều này nó sẽ khiến cho À, bạn gặp nguy hiểm nha hoặc là ảnh hưởng đến công việc của các bạn. Đó. Thời điểm này các bạn cần phải có những cái sự tập trung vào ý định của mình. Nha. Hãy luôn có sự gọi là giữ những suy nghĩ, cảm xúc và hành động kiên định của bạn tập trung vào cái mục tiêu của bạn và bạn sẽ có khả năng ghi dấu ấn của các bạn. Hãy có sự kiên trì và đừng để những cái thế lực bên ngoài ảnh hưởng đến cái hành trình phát triển của các bạn nha các bạn có sức mạnh dưỡng chắc và sự phát triển dưỡng chắc đi lên và bất kể điều gì xảy ra thì bạn sẽ thành công và ngoài ra thì mình thấy bạn có khả năng linh hoạt để có thể chuyển đổi mọi thứ hoặc là có khả năng thích ứng với hoàn cảnh và ngoài ra mình thấy các bạn có sự tập trung để có thể giữ cho mình không bị chật hướng khỏi cái nhiệm vụ trách nhiệm hoặc là sức mạnh của mình các bạn đang được khuyến khích hãy luôn tích cực và tập trung vào những ưu tiên của các bạn và hoàn thành nó ha. cũng như tập trung vào điều bạn muốn chứ không phải là những điều bạn không muốn và bên cạnh đó hãy giải phóng những cái sự nghi ngờ đi tránh xa những người phản đối và hoài nghi bởi vì mình thấy các bạn đang sắp tiến đến cái giai đoạn thành công rồi à, một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn um, có sanh con thì sẽ thành công và không đau đớn nhiều quá ha. mình thấy là như vậy À, mình thấy bên trong các bạn đang có rất là nhiều những cái sự phát triển mạnh mẽ cho nên là cái trí tuệ nội tâm của bạn nó cũng được tăng trưởng cho nên là bạn sẽ biết mình phải làm gì hãy tin tưởng vào trí tuệ bên trong của bạn và thực hiện những hành động thích hợp ngay lập tức và ơn trên rất là vui khi mà được hỗ trợ các bạn tuy nhiên mình thấy các bạn sẽ cảm thấy phấn khích hạnh phúc bởi vì bạn đưa ra những quyết định đúng đắn dựa vào cái trực giác bên trong các bạn và bạn có quyền truy cập vào tất cả những cái nguồn kiến thức vô tận của vũ trụ và để bạn có thể tiếp cận được những cái nguồn trí tuệ này thì bạn phải buông bỏ những cái lo lắng và bận tâm uh, trước những cái uh, gọi là um, vấn đề nào đó ha các bạn nên có sự uh, phó thác toàn bộ những cái điều mà bạn cảm thấy chắc uh, trăn trở trong thời điểm này cho vũ trụ hãy tin tưởng rằng ngài sẽ giải quyết mọi thứ cho các bạn một cách êm đẹp um, hãy nhắm mắt lại và bạn ghi nhận những cái suy nghĩ và cảm xúc đang tràn vào các bạn À, nếu như các bạn muốn thì các bạn có thể cầu xin ơn trên cho bạn một cái tín hiệu rằng bạn đã nghe được chính xác cái trí tuệ bên trong của mình hoặc đó chính là cái sự hướng dẫn từ thần thánh à, nhưng mà bạn cần phải nâng cao niềm tin và ơn trên có sự đảm bảo với bạn rằng à, những cái hướng dẫn mang lại cho các bạn là những hướng dẫn giúp cho bạn có thể um, à, hạnh phúc ha, hoặc là giúp cho bạn có thể được chữa lành hoặc là những tin tức rất là tốt lành nó đang được gọi là kéo đến rồi đừng trì hoãn đừng trao sức mạnh của bạn cho bất kỳ ai hết hãy tin vào linh cảm của các bạn nha đừng nghi ngờ bản thân của mình bạn đã đúng rồi đó hãy chú ý đến những ý tưởng lặp đi lặp lại và hành động theo nó nha các bạn đang được ơn trên hỗ trợ cho bạn có thể phát triển cái sự thông minh của mình nha ngoài ra giúp cho bạn có thể giải quyết được những cái tranh chấp gì đó và có được cái sự bảo vệ cũng như hỗ trợ các bạn trong những cái dự án sáng tạo như là viết lách nghệ thuật thủ công vân vân ở đây có một cái tình huống gì đó trong cuộc sống của bạn có thể liên quan đến pháp luật pháp lý với tờ hồ sơ nó sẽ được xử lý một cách công bằng và chính đáng và những cái sự công bằng sẽ được mang lại cái lợi ích lớn hơn cho tất cả mọi người có sự gọi là kết nối các bạn không nên có những cái sự tranh luận tranh chấp trong thời điểm này hoặc là có sự tấn công gì hết trong thời điểm này ừ, bởi vì những sự khó chịu tránh uh, tấn công tranh cãi nó đều gây những tổn thương và nỗi đau cho nên là hãy luôn giữ cái suy nghĩ về một cái kết quả hòa bình và sắp xếp cái mảnh ghép một cách hài hòa nhất có thể các bạn sẽ có được một cái vụ kiện nào đó sẽ được giải quyết một cái tranh chấp nó sẽ kết thúc một cách hài hòa bạn sẽ được đối xử công bằng à, và hãy lưu ý đến những cái nhu cầu của mọi người trong cái quá trình đàm phán Bên cạnh đó thì các bạn được nhắc nhở là hãy luôn có sự trung thực trong những việc bạn làm Các bạn có cái sự gọi là công bằng, công lý hoặc là nhân quả được ứng nghiệm đó yeah. Cho nên là những người làm sai các bạn thì họ sẽ gặp được cái quả xấu Còn nếu như bạn làm đúng thì bạn có được cái quả ngọt Và việc của các bạn là hãy luôn sống trung thực và luôn có sự tha thứ cho những cái điều tiêu cực, những người gây ảnh hưởng đến các bạn Bởi vì như mình nói nhân quả được ứng nghiệm Bạn càng tha thứ thì bạn càng may mắn các bạn đang được ơn trên bảo vệ các bạn trong những mối quan hệ kinh doanh và cá nhân và có sự đảm bảo với bạn rằng là bạn được đối xử công bằng và tôn trọng ừ. và giai đoạn này nếu như bạn có những cái sự ký kết hợp đồng gì đó hãy cầu nguyện ơn trên hoặc là nhờ những cái người quý nhân hỗ trợ để xem coi bạn cần phải thêm thắt điều gì hoặc là bạn cần phải đọc kỹ đọc rõ cái điều luật điều lệ vấn đề để mình không có bị gọi là thiệt hại ừ cho nên là mình thấy đôi khi có khả năng có những cái điều gì đó mà bạn sẽ được thúc giục, mách bảo để bạn biết mình phải làm gì hoặc là mình có thể sẽ tránh được những cái rủi ro nào trong cái vấn đề ký kết ở đây. Hãy dành thời gian để bạn có thể yên tĩnh và nghỉ ngơi một chút để thiền định và suy ngẫm ha. Đây là thời điểm các bạn nên có một sự hít thở và buông bỏ những cái lo lắng hoặc là những cái điều gì đó bạn kiểm soát trong thời điểm này. Các bạn còn có một cái sự yên bình trong thế giới bên trong các bạn. Bởi vì nó sẽ giúp cho bạn có được cái sự trẻ hóa và làm mới bản thân, ha, phục hồi năng lượng, sức sáng tạo của các bạn. Cho nên là hãy để tâm trí của mình được nghỉ ngơi. À, và sớm thôi các bạn sẽ biết mình nên phải hành động khi nào. Ha. Và thời điểm này nói ít lại và nghe nhiều hơn, tránh những cái tiếng ồn và những âm thanh lớn. À, bạn rất là nhạy cảm với tiếng ồn trong thời điểm này đó. À, ngoài ra thì hãy có sự buông bỏ những lo lắng hoặc là những cái điều gì đó bên ngoài cuộc sống cho ơn trên như mình nói công bằng được công đâu công bằng được gọi là đưa ra thêm công bằng nhân quả được thực hiện cho nên là ai làm điều xấu thì họ cũng sẽ gặp cái quả xấu việc của các bạn cứ sống tốt sống hiện thiện lành và có trách nhiệm là được ừ. À, ở đây mình thấy có thể à, thời điểm này các bạn không nên đôi co cãi cọ hoặc là có những cái người họ có những cái mâu thuẫn gì đó thì à, có pháp luật giải quyết các bạn đừng có một cái sự kiểu như là có những người đang quánh nhau đang tranh cãi với nhau bạn có sự ra can thì có thể năng cái người bị thiệt thòi nhiều nhất là các bạn à, cho nên là hãy có một cái sự thận trọng tin tức vui nào đang ùn ùn kéo đến với bạn đây đây một cái khởi đầu mới gì đó được mang đến một cái sự sáng tạo hoặc là những cái cuộc hẹn mới hoặc là có những kế hoạch dự định gì đó mới đã được khai triển ở đây các bạn có rất là nhiều những thông điệp liên quan đến thành công à, mình thấy các bạn không còn phải gọi là tốn công tốn sức quá nhiều để có được cái thành công <laughs> các bạn cứ ngồi trên lưng của các thiên thần và các ngài sẽ đưa các bạn ra khỏi cái vùng nước À, đen tối để bạn có thể bước vào cái giai đoạn tươi sáng bước vào cái giai đoạn gọi là ánh sáng ngập tràn cái lá đờ xanh biểu thị cho một cái sự tích cực tốt đẹp được diễn ra hoặc là những cái dự định mong muốn của bạn nó sẽ thành công ha yeah. ừ. và ngoài ra thì mình thấy các bạn chỉ cần gọi là nghỉ ngơi và cân bằng thôi ừ. Ở đây một số bạn có thể các bạn cũng sẽ có những cái nguồn tiền tài mới gì đó được mang đến các bạn Có rất là nhiều điều mới mẻ được mang đến các bạn ở đây cho nên là những cái cũ phải đi cái mới mới tới được Ừ ở đây mình thấy có thể là các bạn sẽ thi cử thành công hoặc là bạn có vấn đề về giấy tờ pháp lý hồ sơ thành công hoặc là có những cái sự di chuyển chuyển nhà chuyển chỗ ở thành công à, hoặc là có những cái vấn đề mua bán nhà gì đó có thể là nó cũng sẽ có quý nhân hỗ trợ giúp đỡ để thành công à, hoặc là có những cái chuyến đi du lịch công tác có à, một số bạn có thể là được thưởng được khuyến mãi hoặc là có thể các bạn sẽ đi du lịch với người thân gia đình của mình hoặc có người thân ở xa có thể đang là họ sẽ về thăm các bạn chẳng hạn thấy có một cái sự quy tụ kết nối với gia đình ở đây à, một số bạn có thể mở ra cho mình những cái cơ hội phát triển tài chính mới hoặc là có những cái nguồn tiền tài đang đến với, đến với các bạn tuy nhiên thì việc của các bạn là hãy có sự nỗ lực chăm chỉ kiên nhẫn và kiên trì thì ừ. bạn sẽ phát triển lại cái vấn đề tài chính có thể là có những cái vấn đề như là tài chính của bạn nó sẽ không còn bị kìm hãm quá nhiều nữa hoặc là có thể một số bạn các bạn có được công việc mới các bạn không có còn ở trong cái vận xui nữa <laughs> kiểu vậy các bạn có khả năng là lấy lại được cái động lực sống sự nhiệt tình phấn khởi Yeah. ngoài ra có thể một số bạn sẽ trở thành cái tâm điểm của sự chú ý được nhiều người, nhiều người quan tâm biết tới hơn hoặc là mình thấy dường như một số bạn có những công việc gì đó liên quan đến những cái đứa trẻ hoặc liên quan đến những thế hệ trẻ Có thể là bạn là một cái tấm gương để những người khác noi theo hoặc là ở đây mình thấy có thể có rất là nhiều người trẻ họ muốn học hỏi những kinh nghiệm mà bạn đã trải qua ha? hoặc là có thể một số bạn các bạn sẽ bắt đầu học một cái gì đó mới và phát triển nó và có thể nó sẽ thành công đó đây mình thấy như mình nói các bạn có rất là nhiều những lá chiến thắng thành công cho nên là hãy yên tâm rằng nếu như bạn uh, tin tưởng ha và bạn có cái uh, sự gọi là tin vào trực giác của mình có những cái uh, sự chuẩn bị chi tiết cẩn thận kỹ lưỡng thì các bạn sẽ thành công ngoài ra có thể một số bạn sẽ có tình yêu mới yeah, một cái tình yêu mới được mang đến cho các bạn có thể là yêu xa hoặc là có thể năng là cái mối quan hệ này uhm, có một cái sự uh, hướng có sự cam kết hoặc là kiểu như hai người cùng hướng về gia đình hoặc là là những người gọi là kiểu như là muốn quen đi lâu dài có sự đầu tư về tình yêu à, khi mà các bạn vừa mới rời khỏi một cái mối quan hệ nào đó không phù hợp à, và các bạn biết bảo vệ ranh giới của các bạn các bạn không có để những cái điều tiêu cực hoặc là những cái điều mà không đúng với tiêu chuẩn của mình nó ảnh hưởng đến mình nữa à, các bạn tìm kiếm sự bình yên cho chính mình thì mình thấy có thể là một cái tình yêu mới rộn ràng Uhm. và đem đến cho các bạn hạnh phúc thậm chí là tiến đến hôn nhân một số bạn có thể là tiến đến hôn nhân với người yêu của các bạn chẳng hạn bước vào một cái giai đoạn mới vượt à, qua được những cái thử thách khó khăn và trở ngại hoặc đặc biệt có một số bạn ở đây mình thấy các bạn đã trải qua một cái quá trình luyện tập ha, cố gắng chăm chỉ nỗ lực tập thể dục ăn giảm cân vân vân à, ăn kiêng vân vân thì một số bạn sẽ trở nên tươi trẻ hơn uhm hoặc là trẻ đẹp hơn. Số bạn có thể là có những cái món đồ cũ không còn dùng được nữa Thì các bạn có khả năng được thay thế bằng những cái món đồ mới chất lượng hơn. Ừ. Thấy toàn là những cái điều mới mẻ thôi, hoặc là những niềm vui hạnh phúc mới hoặc có khả năng bạn nhận được những món quà, vân vân. Ngoài ra mình thấy khả năng là một số bạn các bạn có được chiếc xe mới. nếu như bạn có dự định mua xe hay gì đó, thì đó có thể là bạn sẽ có khả năng để mua được cho mình chiếc xe mới. và các bạn nên uống nước nhiều. các bạn có sự hơi nóng trong người. cái sự nhiệt tình của các bạn đã được phát triển. một số bạn có thể là được thăng chức hoặc là nâng lên một cái tầm cao mới trong công việc được nhiều người ủng hộ, quan nhiên và có những cái sự đánh giá công tâm về những cái sự cống khí của các bạn hoặc là có một số bạn các bạn cầu nguyện gì đó cho người thân đã khuất đặc biệt có thể là liên quan đến những đứa trẻ đó thì lời cầu nguyện đã được lắng nghe nha ừ. thậm chí khả năng là có một số đứa trẻ còn được lên thiên đàng nữa đó Thế là như vậy cho nên cứ tích cực và cầu nguyện thôi nha yeah và mình thấy những cái đứa trẻ người thân đã có của bạn nó muốn gửi lời yêu thương đến các bạn ừ. tại một số bạn sẽ có những cái giấc mơ gì đó tiên báo cho các bạn biết một cái thời kỳ nở rộ những điều mới mẻ niềm vui niềm hạnh phúc đang trào dân trong cuộc sống các bạn hoặc có thể một số bạn sắp tới các bạn sẽ không còn những cái giai đoạn mất ngủ triền miên nữa mà có thể bạn sẽ tìm ra được cái phương pháp nào đó để giúp cho mình ngủ ngon hơn ha, hoặc là người thân của các bạn chẳng hạn ừ. Nói chung là mình thấy dường như mọi thứ nó có sự suôn sẻ hơn, thuận lợi hơn Giống như là sau cơn mưa trời lại sáng vậy đó à, Sau một cái cơn bão thì cây cối nó có sự gọi là đâm trời nảy lọc và tươi mới trở lại Ở đây mình thấy con số 444 ở đây đó à, Cũng biểu trưng tượng trưng cho sự chiến thắng Sự thành tựu à. Hoặc có thể có một số bạn các bạn được tự do Các bạn đấy là được cái sự công bằng cho mình Giống kiểu vậy à rồi um, hoặc là những cái vụ kiện sẽ chiến thắng ha um. hoặc một số bạn bị giam cầm gì đó sẽ được thả um, bởi vì có thể là công bằng công lý được thực thi nếu như bạn không có tội gì hết thì có thể có những tin tức vui về những cái vấn đề này đó hoặc của bạn hoặc của người thân các bạn thế là như vậy rồi đặc biệt các bạn cũng nên quan tâm chú ý đến con cháu trong nhà dạy dỗ ha, để nó có thể gọi là um, trở thành một công dân tốt để không có bị ảnh hưởng bởi những cái điều bên ngoài quá nhiều đây giai đoạn này giai đoạn gọi là trẻ em là mầm non của đất nước cho nên là mỗi người phải có ý thức dạy dỗ để nó không có bị tiêm nhiễm bởi những cái điều bên ngoài không xứng đáng ha đây sẽ là cái thời điểm các bạn sẽ gắn kết lại với người thân gia đình nhiều hơn À, có sự liên kết chặt chẽ hơn và có sự vui vẻ hạnh phúc hơn hoặc là con cháu của bạn đó, um, nó sáng tạo hơn nó thành công hơn hoặc là kiểu như nó biết dân lời hơn khi mà các bạn có một cái ý thức tổ chức uh, lặp lại kiểu như là có một cái sự kết nối gia đình một cách có tổ chức hơn ha trật tự hơn và nghiêm túc hơn trong việc giảng dạy mình thấy là như vậy hoặc có thể một số bé sắp đi học trở lại ha. cho nên có những cái niềm vui tụ trường <laughs> kiểu vậy rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn hai xin chào các bạn tụ 3 bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi à, tin vui nào đang ủng ủng kéo đến với bạn và đây nhận ra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba đang cảm thấy đau lòng một cái điều gì đó trong cuộc sống của bạn. Có thể là liên quan đến tiền bạc. Một số bạn dạo gần đây có thể là cảm thấy tiền bạc của mình nó, nó hơi thấp. Ha. Hoặc là nó không bằng như lúc trước. Hoặc là có thể các bạn cũng có những vấn đề như là... Có những lời nói ảnh hưởng đến tinh thần của bạn hoặc là có thể một số bạn có liên quan đến tình yêu tình cảm đây mình thấy có thể là các bạn đang cảm thấy có sự vướng mắc hoặc là bạn đang cảm thấy mất sự tự tin hoặc mất phương hướng không biết tương lai sẽ như thế nào cảm thấy như cuộc sống của mình nó đang bị dậm chân tại chỗ hoặc đang bị rối ren và một cái vấn đề gì đó mà mình không có giải quyết được à, bị kiểu như là bất lực Ví dụ như có thể như mình nói là tiền bạc nó có, có sự không có thay đổi tốt hơn Nó không có sự biến chuyển à, Hoặc là đang khó khăn Hoặc là một số bạn đang dạo gần đây rất là siêng uh, năng chăm chỉ Và có khả năng rất là bận rộn để kiếm tiền nó đang lo lắng rất là nhiều vấn đề cơm áo gạo tiền Hoặc là có khả năng là sức khỏe không được tốt nữa Một số bạn đang chìm trong nỗi lo lắng, phiền muộn Có thể là không có nhiều điều trên thế giới khiến bạn cảm thấy bất an và lo lắng Không biết tương lai sẽ ra làm sao hoặc là dạo gần đây các bạn bị ảnh hưởng bởi chu kỳ mặt trăng cho nên bạn nhạy cảm hơn mức bình thường Nha, các bạn có những cái nỗi lo, nỗi lo sợ cũ nó có sự dấy lên trong bạn một lần nữa hoặc là một số bạn có thể là dạo gần đây mất ngủ trằn trọc ừ. cảm thấy mọi thứ đều có sự đen tối với mình như vậy và ngoài ra có thể dạo gần đây các bạn cũng hơi có những cái sự nghi ngờ ừ trong tình yêu hoặc là nghi ngờ những người xung quanh Nói chung là tinh thần tâm trạng của bạn có dấu hiệu bất ổn cho nên nếu như bạn gọi là cứ để bản thân của mình cứ nghĩ về những cái suy nghĩ lo lắng bất an phiền muộn này nó khiến cho bạn có thể đang là bị trầm cảm hoặc là khiến cho cuộc sống của bạn nó luôn ở trong cái trạng thái tâm tối như thế này các bạn không có nên ở trong phòng quá lâu nữa mà các bạn cần phải ra ngoài thiên nhiên hít thở khí trời là kết nối thiên nhiên để bạn có thể nạp lại năng lượng một số bạn cái năng lượng của bạn bị giảm sút và nó khiến cho bạn rất là dễ lo lắng rất là dễ bị nhiễm những cái nguồn năng lượng âm tiêu cực của người khác nữa giai đoạn này không nên đi chơi đêm nhiều quá rất là nguy hiểm cho các bạn do năng lượng của bạn đang thấp các bạn đi chơi đêm nhiều nhiễm âm khí nhiều nó khiến cho bạn có thử bối rối bất an và hoang mang và không có làm chủ được bản thân không làm chủ được cảm xúc của mình và hành động của mình và cũng như lời nói cách ứng xử của mình thì rất là dễ gây cái chuyện gọi là hư hại ha, cho công việc cũng như những mối quan hệ xung quanh của các bạn đó rồi để mình xem coi uh, tin vui nào đang ùn ùn kéo đến với bạn đây số bạn có thể chọn tụ 2 với tụ 3 Giai đoạn này các bạn không có nên tắm khuya ha, rất là dễ bệnh đó Ở đây mình thấy các bạn được nhắc nhở là bạn không cần phải dội dàng hay là ép buộc Mọi việc nó phải xảy ra, mọi thứ nó sẽ diễn ra theo cái thời điểm hoàn hảo ha Cho nên cái việc gọi là nuôi dưỡng một cái mục tiêu hay là một cái mối quan hệ Đó là một cái cam kết lâu dài và không thể dội dàng được Và cái mức độ tận tâm này nó xuất phát từ tình yêu thương và sự quan tâm sâu sắc Ừ cho nên là các bạn càng dội dàng, các bạn càng kiểm soát mọi thứ các bạn càng cảm thấy áp lực các bạn được khuyến khích hãy có sự nhẹ nhàng buông uh, buông lỏng mọi thứ ha để cho nó diễn ra một cách tự nhiên nhất khi mà bạn có sự thực hiện để khiến cho bản thân của mình trở nên thanh thản vui vẻ tự do thì cái khả năng các bạn sẽ thấy mình sẽ được hưởng lợi như thế nào trước những cái điều này các bạn sẽ cảm thấy hài lòng về bản thân nếu như bạn dành thời gian cho những cái mục tiêu quan trọng như là những cái mối quan hệ và những cái dự án thực sự có giá trị trong trái tim các bạn. Và hãy làm những gì quan trọng để bạn có thể có sự tận tâm tuyệt đối. Và bạn hãy nhớ là không có cái sự cạnh tranh cho mục đích sống của các bạn. Vì vậy không cần phải lo lắng, dội dàng hay là cảm thấy rằng bạn ép bạn phải ép buộc mọi thứ phải xảy ra đừng có gọi là quá hấp tấp đừng có gọi là bốc đồng trong thời điểm này cái tiến bộ chậm ổn định là tốt nhất ngay bây giờ ha, hãy thoải mái bước vào cuộc sống mới của bạn thay vì các bạn có sự lao vào nó ừ. một số bạn có thể là bạn đang muốn tìm kiếm cho mình một công việc mới à, thì bạn có thể làm hoặc là phát triển cái niềm đam mê các bạn theo cái à, công việc giống như là bán thời gian trước rồi từ từ khi mà bạn đã ổn định thì bạn có thể rời bỏ cái công việc cũ không phù hợp nữa nha. Yeah. Các bạn đang được ơn trên hỗ trợ để bạn có những cái giải pháp khéo léo hơn để có được cái kết quả hòa bình hơn. Các bạn đang được giúp đỡ trong cái quá trình chuyển đổi của mình. Các bạn đang được hướng dẫn để bạn có thể có được những cách sáng tạo và kỳ diệu hơn ha các bạn hãy có một sự nâng cao cái niềm tin của mình một số bạn đang muốn làm một cái điều gì đó nhưng mà có sự chần chừ nha hãy có sự biến mong muốn thực sự của trái tim bạn thành hành động trì hoãn cái việc thực hiện ước mơ của bạn nó sẽ không khiến cho ước mơ của bạn biến mất nhưng mà nó khiến cho điều cái ước mơ cái điều ước của bạn nó không có xảy ra ừ. cái sự mà gọi là thiếu quyết đoán là cái chết của niềm đam mê cháy bỏng trong tâm hồn của các bạn cho nên là đừng lo lắng về việc thực hiện mà và thay vào đó bạn hãy lo lắng về việc không đưa ra quyết định nào hết. Hãy dành thời gian để bạn có thể cầu nguyện, suy si ngẫm, tìm hiểu và nghiên cứu cũng như đi dạo thiên nhiên và đưa ra quyết định cho mình. Một khi mà các bạn đã có thực sự có một cái quyết định rõ ràng cho chính mình thì các nguồn năng lượng của vũ trụ sẽ ngay lập tức hỗ trợ cho quyết định của bạn. Và các cánh cửa nó sẽ lần lượt mở ra như thể có phép màu vậy đó. Nha. Yeah. Điều kỳ diệu là bạn sẽ quyết tâm hoàn thành một cái điều gì đó và ý định này là điều khiến bạn phải nỗ lực trong cái cuộc hành trình kỳ diệu này và hãy tin rằng vũ trụ sẽ hỗ trợ bạn về mọi mặt hãy tin rằng ý định của bạn là rõ ràng và đúng đắn à, và khi mà bạn có niềm tin các bạn có sự cố gắng sự cam kết và bước vào trọn vẹn cái quá trình biết mơ của mình trở thành hiện thực thì bạn sẽ có được cái thành quả tốt nhất nha yeah. cho nên là đừng trì hoãn hoặc là do dự thêm một cái phút nào nữa ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực thôi và con đường của bạn đã chọn là con đường phù hợp với bạn. Và thiên đường đang hỗ trợ hoàn toàn cho cái sứ mệnh của bạn. Và cái nhu cầu vật chất của của bạn cũng sẽ được ơn trên gọi là um, đáp ứng ha. Cho nên là hãy thực hiện các bước hành động để bạn có thể hiện thực hóa ước mơ của mình. Và hãy biến giấc mơ của bạn thành cái điều có thể đạt được. Yeah. bằng cách các bạn uh, nỗ lực kiên nhẫn thực hiện và tiếp tục Nha. đừng bỏ cuộc, đừng chán nản và đừng kiểm soát kết quả. Ở đây mình thấy các bạn đang dần trở thành một kênh truyền sức mạnh chữa lành của thần thánh đó. Ừ. Mình thấy các bạn đang gọi là trở thành một cái cột thu lôi để có thể truyền tải sức mạnh. À, bạn đang được nâng cao được cái ân sủng và trí tuệ của thần linh vĩ đại và đơn giản chỉ cần bạn kết nối với sức mạnh thông qua cái sự rõ ràng không có khuất phục trong cái sự lo lắng bất an của mình ừ. các bạn đang có sự kết nối với nguồn thậm chí có thể năng có sự kết nối với những cái quyền lực cao hơn và cho phép các bạn có sự khuếch đại cái sức mạnh tự nhiên của các bạn đó các bạn có tiềm năng vô hạn để có thể biến những điều không thể thành có thể và thực tế mình thấy có thể là bạn cũng đang nâng cao được cái khả năng chữa lành cho chính mình cũng như cho người khác bạn là một người có khả năng chữa lành bẩm sinh à, bạn sinh ra được chữa lành rồi hoặc là cái tình huống của bạn và gia đình của bạn sẽ được chữa lành hãy tôn vinh hãy nâng cao kiến thức và cái khả năng chữa lành của mình một số bạn làm trong lĩnh vực về y tế giáo dục hoặc là tâm lý gì đó vân vân hoặc một số bạn có thể là bạn mong muốn đi theo con đường này thì đã đến lúc các bạn bắt đầu thực hiện học hỏi và dạ, phát triển rồi à. đây chính là một cái sự động viên khuyến khích và thúc đẩy các bạn đó cho nên mình thấy cái tin vui là ân trên đã nghe thấy lời cầu nguyện và đang giúp cho bạn thể, thể hiện được ước mơ của mình nhưng mà các bạn còn phải có những cái bước tiến hãy có hành động thì à, các ngài mới có thể hỗ trợ được còn các bạn ngồi đó thì không có gì đến với các bạn cả như vậy và có sự tập trung vào ý định của các bạn hãy luôn giữ suy nghĩ cảm xúc và hành động kiên định của bạn tập trung vào mục tiêu của bạn Yeah, bạn sẽ có thể ghi dấu ấn của mình đó hãy có sự kiên trì với một cái quyết định và không có cho phép các thế lực bên ngoài nó ảnh hưởng đến các bạn uhm. bạn là một người có khả năng gọi là phát triển dưỡng chất đồng thời có sự kiên định để có thể thành công bạn có khả năng phát triển cái sự thích nghi thích ứng quay vào hoàn cảnh tình huống và bạn uh, được ơn trên hỗ trợ để bạn không có bị chệch hướng khỏi cái sứ mệnh của mình Hãy luôn sống một cách tích cực nhất Hãy biết những ưu tiên của bạn là gì Và bạn hãy thực hiện những hành động đó với những cái điều đó Và kiểm soát cái lịch trình của mình Và hãy có những cái sự giải phóng những cái nghi ngờ Và tránh xa những cái người hay phản đối Những người hay hoài nghi Ở yeah. đây mình thấy dường như có nhiều sự thôi thúc các bạn Và muốn cho bạn biết rằng bạn là một người có sức mạnh Có phép màu, có phép thuật Bạn có thể biến những ý định của mình trở thành hiện thực Mà ý định của bạn còn phải có sự rõ ràng và phần lớn cái nguồn sức mạnh của bạn nó bắt nguồn từ thiên nhiên và môi trường cũng như động vật đó. Ừ. hãy lấy lại sức mạnh cá nhân của bạn bằng cách các bạn bước ra ngoài chuyển động đơn giản này sẽ mang lại cho bạn một cái thế giới tươi đẹp hơn trong cái việc đánh thức cái bản chất tinh thần đang ngủ yên của các bạn à, hãy để cho ánh sáng của mặt trời của mặt trăng các vì sao nó khuấy động những ký ức xa xưa của các bạn ừ và ngoài ra thì một số bạn các bạn sẽ có một sự di chuyển với một cái tốc độ nhanh chóng hơn để bạn có thể đánh thức được chính mình cũng như đánh thức được tất cả mọi người về những cái điều kỳ diệu trong cuộc sống nếu như các bạn có những cái bước hành động cố gắng thì mình thấy thì bạn sẽ đạt thành công nhanh chóng hơn là bạn nghĩ đó đây sẽ là một cái nhiệm vụ các bạn phải hoàn thành và bạn sẽ là cái người được ơn trên giúp đỡ để thực hiện cái điều đó yeah. cho nên là hãy luôn có niềm tin tuyệt đối và ước mơ các bạn sẽ trở thành hiện thực Ừ, hãy dồn sức lực của mình vào việc thực hiện ước mơ và biết rằng bạn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp khi mà bạn thành công thì người khác họ cũng sẽ thành công à, những người mà có một sự cộng hưởng năng lượng các bạn cho nên là hãy luôn giữ suy nghĩ của bạn tập trung vào mong muốn của bạn và tránh xa những cái sự sợ hãi đi và bạn mạnh mẽ hơn là bạn nghĩ đó và sức mạnh của bạn nó đảm bảo một cái kết quả hạnh phúc ừ, cho nên là hãy luôn xem mình là một người mạnh mẽ và chiến thắng và đừng có phàn nàn về bất cứ điều gì hết Đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai hoặc là bất kỳ hoàn cảnh nào Bạn là chính là hiện thân của sức mạnh Bạn không phải là nạn nhân Khi mà bạn vượt lên trên những cái xu hướng cũ Hãy nhìn nhận bản thân mình dưới ánh sáng mới của cái sức mạnh uh, Nhẹ nhàng, uyển chuyển Và cuộc sống của bạn có sự thay đổi theo những cách kỳ diệu bạn sẽ thu hút được những cơ hội, những cái hình thức dồi dào và những cái mối quan hệ mới sẽ giúp cho bạn có thể nâng cao cái tiềm năng cao nhất của mình cho nên là hãy sống thật và cho phép bản thân của bạn cảm nhận những cảm xúc chân thật nhưng trên hết là các bạn phải mạnh mẽ à, cho nên là một số bạn ở đây mình thấy bạn bất an lo lắng tiêu cực uh, mất phương hướng là do các bạn đánh giá thấp bản thân của mình cho nên là đừng có khuất phục trước những cái áp lực hoặc là những cám dỗ uhm, đừng chìm đắm mãi trong suy nghĩ tiêu cực à, bạn nên tập thể dục để nâng cao sức sống của các bạn uhm, và hãy củng cố sức mạnh và quyền lực của các bạn các bạn rất là mạnh đó đây một số bạn có thể sẽ vượt qua những cái sự đấu tranh đấu đá gì đó và có một cái kết quả tốt đẹp được mang đến nha hoặc là thi cử thì có thể là sẽ thành công nha và ngoài ra thì có nhiều tin tức nào đó đang đến các bạn một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ những cái gì mà bạn gọi là phóng ra ngoài bằng cái suy nghĩ của bạn nó sẽ gọi là trở thành thực tế trong cuộc sống của các bạn cho nên là hãy ý thức về cái suy nghĩ của mình hãy luôn nghĩ về những điều đúng đắn tốt đẹp tích cực nhất nha nghĩ về cái gì mà mình muốn á một số bạn sắp tới sẽ có những cái chuyến đi đi du lịch hoặc là có thể có người thân ở xa về thăm hoặc là đi đám cưới đi hội nghị gì đó nha có sự kết nối với khá là đông người ở đây hoặc là có thể một số bạn có một cái nguồn tiền nhiều lớn đang đến với các bạn hoặc là gia đình của bạn sẽ hỗ trợ mặt tài chính cho các bạn chẳng hạn ừ hoặc à, có thể có một số bạn các bạn sắp tiến đến cái giai đoạn kết hôn nha Đối với những bạn đã trải qua khá nhiều thử thách trong tình yêu Có khả năng các bạn sắp tiến đến giai đoạn hôn nhân với người yêu của mình Hoặc là người thân của bạn có tin vui về hôn nhân gia đình Hoặc là một vài bạn thì có thể các bạn rời khỏi những mối quan hệ nghiệt ngã, tối tâm, tiêu cực Bị áp lực, bị ràng buộc, các bạn bước vào cái không gian mới Có thể các bạn sẽ gặp được một cái người nào đó ở trong một cái um, chuyến đi du lịch chẳng hạn ha, hoặc là một trong quả đám tiệc hoặc là được gia đình giới thiệu có thể người này ở xa các bạn các bạn có sự nhắn tin qua lại và tìm hiểu về nhau nhưng mà um, một số bạn các bạn quen qua mạng thì hãy hết sức thận trọng coi chừng gặp phải những cái người lừa lừa đảo lừa dối ha um, rất là nhiều trong thời điểm này nhưng mình thấy có thể là một số bạn sẽ gặp được một cái người mà bạn với họ có khả năng là tiến đến lâu dài hoặc tiến đến hôn nhân um. Việc của các bạn là hãy có những cái chọn lựa đúng tiêu chuẩn của mình và biết bảo vệ chính mình yeah. Ngoài ra mình thấy có thể một số bạn sẽ có những cái nguồn tiền tài chính phát triển Hoặc là bạn có tiền để dành, có tiền tiết kiệm đó Nha. Yeah. Hoặc là một số bạn có khả năng sẽ đầu tư vào vàng bạc Hoặc là có khả năng là những cái nguồn đầu tư của bạn nó có sự tăng trưởng Đặc biệt là vàng bạc ở đây Ừ bên cạnh đó sẽ có một cái người mang năng lượng nữ nhẹ nhàng từ tốn tình cảm nhân ái hoặc là một cái người mang năng lượng nữ nữa đây là một người lý trí khôn ngoan thông minh nhạy bén và kinh doanh làm ăn à, có thể những người này họ sẽ cho bạn lời khuyên hoặc là hỗ trợ động viên hoặc giúp đỡ về tài chính hoặc là um, có những cái sự chữa lành về sức khỏe hoặc tinh thần thể chất gì đó cho các bạn chẳng hạn bạn nâng cấp được cái khả năng chữa lành của mình như mình nói ha bạn nhẹ nhàng với mọi thứ mọi việc trong gia đình của bạn nó được giải quyết êm thỏa bạn sắp có được những cái tin nhắn từ những cái tin tức từ người thân của các bạn ừ. mọi thứ được chữa lành nó không còn, còn ở trong cái giai đoạn tâm tối và áp lực nữa có thể là trong tháng 8 này mọi thứ nó có sự chuyển đổi tốt hơn như là giai đoạn cuối tháng 8 chẳng hạn ừ. và yeah, ngoài ra thì nói chung là các bạn ở đây có cái niềm vui liên quan đến chữa lành liên quan đến tiền bạc, ha, tiền bạc thấy nó khả năng là nó đến khá là nhiều nhưng mà hãy biết sử dụng đồng tiền khôn ngoan để tránh đầu tư sai người sai chỗ uhm, rồi gây ra cái sự thất thoát của chính mình giai đoạn này tiết kiệm là chính yếu đừng có buông tiền ra làm ăn hay là mở rộng gì đó nếu các bạn không có sự quan sát uh, kinh tế thị trường thì bạn rất là dễ gọi là không có thu hồi vốn được mất cả chì lẫn chài ha, cho nên là hãy cẩn thận có những cái bước đi thấu đáo và thận trọng có thể những cái người mang năng lượng nữa lúc nãy là những cái người sẽ mở đường mở lối hoặc là cho bạn những cái sự khôn ngoan kinh nghiệm để bạn không có bị đi đầu tư sai chẳng hạn ừ. như mình nói đó một số bạn có thể đang là được thưởng một chuyến đi du lịch hoặc là có một cái sự dịch chuyển gì đó nhanh chóng hoặc là những tin tức mà bạn cần nó được mang đến các bạn Ừ. hoặc là bạn có khả năng gọi là uh, mua xe ha vân vân ừ. nói chung là vấn đề tài chính nó được ổn thỏa nó được có dưỡng chắc nó được an toàn nó được tốt hơn mọi thứ trong cuộc sống của bạn nó được đảm bảo an toàn ha và những cái điều ước của bạn nó đang đến rất là nhanh đó Ừ. Và cho suy nghĩ của bạn Do cái sức mạnh của bạn Mà bạn có khả năng thu hút về nhanh hơn những gì bạn nghĩ Cho nên là hãy Như mình nói hãy nâng cao sức sống Sức mạnh về tinh thần thể chất của các bạn đi Bởi vì mọi thứ đang đến với bạn Rất là nhanh từ tháng 8 đến tháng 10 Thấy sẽ có rất là nhiều những sự chuyển đổi lớn cho các bạn Mà theo cái hướng tích cực nhất đó. rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn